món ngon bùng vị. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này. Vậy tôi hỏi các ông chí ở đây, các ông chí nào có bằng lái xe thô chưa? Có luôn ạ. Đi lên thương binh thứ hai, các ông chí chú ý quan sát để giao cho vị trí cắn thương binh cân so với thương binh thứ nhất. Đội mẫu sau khi vận chuyển thương binh vòng qua, sau đó quay về vị trí. Thứ hai nhanh chóng. Món ngon bùng vị. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này.